Xin chào tất cả mọi người đang xem video nha. Xin chào tất cả mọi người bạn 32 chiếc kiến trúc phường 5 quận Phú Nhuận. Đây dữ lắm á. Tay là chỉ cần cắm đầu vú cái là ra làng liền, cắm đầu vú con đen của cái đầu vú luôn, nhưng mà cũng lúc nào cũng đau, quạnh tay tay dữ lắm, cắt miếng băng keo dán kéo lên, dán giật vào, kéo lên, rồi kéo lên, rồi đây. Kèn đây nhiều lắm á, 5-6 cái kèn luôn á. Quay đâu có được gì đâu. Quay đâu có lợi gì đâu.
Wow. Chào tất cả mọi người đã xem livestream nha. Địa chỉ của tiệm là 33 Cách Phú Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên phim. Ai có hình xăm công nghệ xin là mình trực tiếp tiệm thời mình không tiếp khách qua điện thoại đâu cái bút nha các bạn. Trần Văn Viết, con chào chú. Thank you.
xong chưa? Sợ lai chim người ta nhìn vô người ta thấy người ta sợ người ta bớt lại. Bắt đầu bớt sợ. Trần Văn viết chúc cứ một ngày làm được vui vẻ. Ý của ông á, ông yêu cầu sao mà làm theo ý ông ấy, không dám làm nữa, khác ý á.